Làm gì ngồi thảnh thơi dữ vậy? Kem nguội hả? Ừ. Cam tươi không? Ngon. Ăn miếng không? Để đi. Ê, tao hỏi mày nè. Có bao giờ á, mày nghĩ là mày sẽ đến với ông Quang không? Hỏi gì kỳ cục quá à. Tao với ổng có gì đâu. Trời ơi, tao đang nói chuyện nghiêm túc á. Mày thấy không, bữa giờ tao thấy ổng rất là thương Kem và lo lắng cho Kem. Mà tao để ý hình như là ổng cũng rất là quý mày. Sao mày không thử mở lòng đi? Biết đâu mối quan hệ phát triển tốt, rồi Kem nó có một gia đình đầy đủ. Cái chuyện mà có một gia đình đầy đủ cả cha và mẹ là cái chuyện mà ai cũng mong muốn hết. Nhưng mà tao nghĩ là anh chỉ lo cho bé Kem về trách nhiệm thôi à. Mà mày chưa thử sao mày biết được? Với lại bộ mày không tính cho Kem gặp ông bà nội hả? Tất nhiên là không rồi. Mày nên nhớ bên cạnh anh Quang còn Bích Ngọc nữa nha. Mình mà làm vậy á, khác nào là phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta. Mày chưa tìm hiểu kỹ mối quan hệ đó, làm sao mày biết rõ được? Với lại tao thấy nè, bữa giờ ổng qua đây ổng toàn tâm toàn ý chăm sóc hai mẹ con mày. Có gì giống là một cái người đang yêu đâu. Thôi đi, ảnh chăm sóc yêu thương bé Ken đó là một chuyện. Nhưng mà cái chuyện là ảnh có chịu công khai ra hay không á, lại là chuyện khác. Nè nha, người ta không có suy nghĩ giống mình đâu. Mình chỉ muốn cho bé Ken có ba, vậy thôi. Nhưng mà ông bà nội hay là những người trong nhà của ảnh sẽ nghĩ là mình đang có ý đồ rồi lợi dụng mình này kia. Thôi, tao không có muốn người ta nghĩ mình vậy đâu. Ừ ha, mày nói cũng có lý. Ê, mà ông bà nội á, có biết sự hiện diện của Ken trên cõi đời này không? Mày không có tào lao hết sức luôn á. Ủa sao tào lao? Bắt màu á, thậm chí là không biết tao. Thì lấy gì mà biết cái sự hiện diện của bé Ken? Hồi xưa mày thực tập ở đó mà, làm gì không biết mày? Dạ, em chỉ là thực tập viên cốc ké ở đó thôi. Làm gì mà mấy sếp để ý tới em? Vậy thì không mấy á, mà dắt Ken gặp ông nội đi. Gặp tao là tao dắt liền á. Nếu mày không dám á, tao đi chung mày. Không được. Hôm nay Hà với Tùng phải đi lấy tinh. Còn tôi thì lại có dịp cấp, không có đón Ken được. Anh có thể đi đón Ken giùm tôi được không? Cô chào con. Chào cô, tôi là người nhà của bé Ken. Tôi đưa bé Ken về. Dạ, chị Nga có tới dặn rồi. Bé Ken đang chơi đằng kia kìa. Anh tới đón bé về nha. Cảm ơn cô. Bữa nay mình và ba dẫn đi chơi đá banh nè. Sân banh bự vậy nè. Giống như như sân của mấy chú cầu thủ lấy cúp vô địch vậy đó. Bạn có được ba dẫn tới đó chưa? Nhưng mà ba của mình đang bận đi làm siêu nhân giải cứu thế giới à. Thôi, bạn cứ nói ba bạn là siêu nhân ngoài. Siêu nhân cũng phải có lúc đi chơi với bạn chứ. Ken ơi, ba nè. Ba vừa mới đi giải cứu thế giới xong, ba dùng siêu năng lực để đến rước Ken à. Ken thế nào? Bây giờ chú sẽ làm ba của con có chịu không? Dạ chịu. Bây giờ ba dẫn đi chơi đá banh được không? Sân banh bự như vậy nè. Được chứ, con muốn chơi đá banh bóng chuyền tennis gì hết, ba dẫn con đi hết. Thích không? Thích. Wow, ba con mày ngầu quá đi. Thời gian qua chú bận đi giải cứu thế giới, nhưng dạo này nhiều có ba siêu nhân xuất hiện, cho nên ba có thời gian để rước con hàng ngày, con chịu không? Dạ chịu. Mày muốn chơi đi giải cứu thế giới chứ chơi con đi cùng với nhà, con muốn làm ra vậy. Sao mà được, mẹ nói á, phải cao đến chân này nè, mới đi làm siêu nhân được. Đúng rồi đó, sau này tụi con lớn bằng chú, tụi con mới làm siêu nhân được. Thôi bây giờ chú phải đưa Ken về rồi. Chào con nha. Chào bạn đi con. Chào bạn. Chào con đúng không? Đi thôi, siêu nhân. Siêu nhân bay nè. Vậy giờ Ken muốn ăn gì? Ba sẽ mua cho Ken ăn. Muốn cái gì ba cũng mua hết á. Thôi không có bạn con này nữa chứ đừng có đóng giả làm ba nữa. Sao vậy? Dạ tại vì á, mẹ nói á, là không được nói xạo, nói con nói xạo thì mẹ sẽ buồn lắm. Không ngờ một mình Hà mà có thể nuôi dạy một đứa trẻ tốt như vậy. Vậy bây giờ Ken có muốn chú làm ba của Ken không? Ba xịn nha, chứ phải ba giả nha. Muốn không? Con thích chú làm ba của con lắm. Đúng rồi. Nhưng nếu mẹ không vui thì con cũng sẽ không vui. Nhưng mà mẹ của con phải thích chú cá thì chú mới được làm ba của con. Chẳng lẽ giờ mình tự nhận mình không phải là kiểu người mẹ Ken thích? Không được. Quang này không có cái gì mà không làm được hết. Được rồi, chú sẽ cố gắng và quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Nè,
Vậy bây giờ Ken muốn ăn gì? Nói đi, chú mua cho Ken ăn nha. Dạ con muốn ăn bánh mì của ông mà. Con biết đường tới đó. Chú có biết không hay là con về chỉ cho chú đi? Hay là ăn món khác được không? Giống như là pizza nè, gà rán nè, ngon hơn nhiều. Thôi, con muốn ăn bánh mì của ông Mào à. Đau lắm nè, không mua cho con thèm lắm, không ăn mấy thứ khác đâu. Được rồi, vậy chú chở con đi ha. Dạ. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.